Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, có những dấu hiệu cho thấy Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ không thực hiện được chuyến công du Mỹ đầy mong đợi trong năm nay vì những lý do về sức khỏe, theo các chuyên gia phân tích chính trường Việt Nam. Trích dẫn các nguồn tin khác nhau, nhà phân tích Ấn Độ-Thái Bình Dương Derek Grossman của RAND Corporation nhận định rằng ông Trọng sẽ không đi thăm Mỹ trong tháng này, trong khi giáo sư Cả Thayer của Đại học New South Wales cho biết người đứng đầu nhà nước Việt Nam sẽ thăm Mỹ vào năm sau. Cả hai chuyên gia đều đưa ra lý do là vì những quan ngại về sức khỏe của ông Trọng. Chuyến thăm của người đang nắm giữ quyền lực cao nhất Việt Nam tới Washington được nhiều người mong đợi trong bối cảnh Mỹ muốn thúc đẩy cho một mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam khi Trung Quốc ngày càng gây sức ép trên Biển Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump đích thân mời ông Trọng tới thăm Nhà Trắng để bàn thảo các giải pháp tăng cường các mối quan hệ song phương. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, hồi tháng 2 khi ông Trump tới Hà Nội tham dự thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Trọng lần đầu tiên tới thăm Mỹ năm 2015 và được Tổng thống Mỹ lúc đó là Barack Obama tiếp đón tại Nhà Trắng trong tư cách là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Với việc ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời, ông Trọng được kiêm nhiệm thêm chức Chủ tịch nước và sẽ danh chính ngôn thuận khi gặp Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, tháng 4 vừa qua, ông Trọng được cho là đã gặp phải một vấn đề về sức khỏe, phải nhập viện trong một chuyến thăm và làm việc ở xứ Kiên Giang, nơi căn cứ địa cách mạng của bà X Nguyễn Tấn Dũng. Ông Trọng sau đó đã xuất hiện trở lại trong các sự kiện diễn ra tại Hà Nội qua các hình ảnh được truyền thông chính thống đăng tải. Nhà báo Phạm Chí Dũng trong một bài phân tích đăng trên VOA cũng cho biết rằng từ cuối tháng 9 bắt đầu rộ lên thông tin bên lề chính trường Việt Nam về việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp phải vấn đề sức khỏe, khó khăn về sức khỏe nên sẽ khó có thể đi Washington gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến vào tháng 10. Nói với VOA từ Canberra hôm 15 tháng 10, giáo sư Cả Thayer trích các nguồn tin từ Việt Nam mà ông tiếp xúc trong vòng một tháng qua cho biết ông Tổng Bí thư bị liệt tay phải và rằng ông ấy đã phải nhập viện ngay trước hội nghị Trung ương 11 diễn ra hồi tuần trước. Ông Trọng đã không tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ vào cuối tháng trước. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa bao giờ cho biết thời gian cụ thể ông Trọng sẽ thăm Mỹ, nhưng truyền thông quốc tế cho rằng ông Trọng dự kiến thăm Mỹ vào tháng 10 trong một buổi họp báo thường kỳ tại Hà Nội hôm 12 tháng 9. Bà Hằng nói với các phóng viên rằng hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao Việt Nam sẽ được thông báo đến truyền thông vào thời điểm thích hợp. Giáo sư Cả Thayer, chuyên gia về các vấn đề Việt Nam, nói rằng tiến sĩ Lê Đăng Doanh, từng là thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Phan Văn Khải, nói với ông bên lề một hội nghị rằng cho tới lúc này chưa có bất cứ một cuộc gặp nào ở cấp làm việc giữa Mỹ và Việt Nam được tổ chức để chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Trọng đến Washington. Theo nhà phân tích chính sách Mỹ Derek Grossman, viết trong một phần đăng tải trên trang Twitter cá nhân hôm 15 tháng 10 rằng nếu đúng là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam không thăm Mỹ trong tháng này thì giờ đây sẽ có rất ít khả năng Mỹ và Việt Nam nâng sự hợp tác lên quan hệ đối tác chiến lược. Chuyến thăm Mỹ của ông Trọng được mong đợi trong suốt nhiều tháng qua trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng gây sức ép với Việt Nam trên Biển Đông trong hoạt động khai thác dầu khí với các đối tác nước ngoài, trong đó có ExxonMobil của Mỹ. Nhiều người kỳ vọng chuyến thăm của ông Trọng tới Mỹ sẽ nâng tầm quan hệ giữa hai nước từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược. Mặc dù Việt Nam và Mỹ cùng muốn có mối quan hệ chiến lược, nhưng giáo sư Cả Thayer cho rằng hai nước lại đồng sàng mộng dị mộng trong quan niệm về đối tác chiến lược. Đối tác chiến lược của người Mỹ có xu hướng được thiết kế bởi Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng Mỹ và đại loại đưa Việt Nam vào một mối liên minh để lập nên trật tự dựa trên luật pháp để chống lại Trung Quốc, giáo sư Cả Thayer nói. Trong khi đó, theo vị giáo sư này, Việt Nam có một quan niệm rộng lớn hơn về đối tác chiến lược.
trong đó bao gồm cả hỗ trợ về công nghệ, giáo dục, y tế và có thể là hợp tác về an ninh và chính sách ngoại giao. Việt Nam hiện nay đang duy trì chính sách 3-0, trong đó có không dựa vào nước này để chống nước kia. Việt Nam cần sự hỗ trợ của Mỹ nhưng họ lại không muốn một sự cam kết với Mỹ. Giáo sư Cả Thế Ơ nói, quan niệm về đối tác chiến lược của Lầu Năm Góc có thể đẩy Việt Nam quá gần tới một mối quan hệ mà họ sẽ không muốn. Do đó, theo giáo sư Cả Thế Ơ, Việt Nam đã luôn do dự trong việc trở thành đối tác chiến lược của Mỹ, trong khi Mỹ luôn thúc giục Việt Nam về việc này. Trước vụ việc bãi tư chính, Việt Nam do dự hơn bởi vì làm thế nào để họ cân bằng mối quan hệ với Trung Cộng. Giáo sư Cả Thế Ơ nói, nhưng giờ đây họ gần như bị dồn vào chân tường bởi vì Trung Quốc ngày càng gia tăng sức ép, tăng sự hiện diện và không lùi bước. Ai mà biết được. Theo nhận định của vị giáo sư của Học viện Quốc phòng Úc thuộc Đại học New South Wales, ông Trọng sẽ thăm Mỹ vào năm sau khi hai quốc gia cựu thù kỷ niệm 25 năm ngày mối liên hệ được quan hệ ngoại giao được nối lại. Vị giáo sư của Đại học Úc nói rằng chuyến thăm của ông Trọng nên được tiến hành trước khi bầu cử Mỹ vào cuối năm sau, vì nếu có sự thay đổi trong sự lãnh đạo của Mỹ thì Việt Nam sẽ phải đặt niềm tin vào bất cứ chính quyền mới nào của Mỹ. Nhưng theo ông, điều đó có thể rủi ro và không chắc chắn. Tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Năm nay tôi 75 tuổi rồi, cũng đang là bệnh nhân. Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng nói với các đại biểu thuộc đơn vị bầu cử số 1 khi ông ta tiếp xúc cử tri ba quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ thuộc thành phố Hà Nội vào sáng ngày 15 tháng 10 năm 2019. Đó là lần đầu tiên kể từ sau cơn bao bệnh tại xứ Kiên Giang nhà bà X Nguyễn Tân Dũng, Nguyễn Phú Trọng mới chịu thú nhận mình là bệnh nhân. Còn trước đó, chỉ có ý kiến của cử tri hé lộ về đồng chí Nguyễn Phú Trọng đang điều trị và mong Tổng Bí thư Chủ tịch nước mau chóng khỏi bệnh để lãnh đạo đất nước. Tình cảm mong mỏi này được thể hiện bởi một vài cử tri được xem là gà của đảng, luôn được xuất hiện trước ống kính truyền hình và ca ngợi Minh Quân, người đốt lò vĩ đại và thậm chí bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo. Nhưng không có bất kỳ biểu hiện hay phát ngôn nào của Nguyễn Phú Trọng về tình trạng bệnh tật của ông ta, bất chấp làn sóng đồn đoán sôi sục trong dư luận xã hội trên mạng xã hội về bệnh tình của ông Trọng suốt từ tháng 4 năm 2019 đến gần đây. Một điểm nhấn dư luận đáng chú ý trong thời gian gần đây là từ cuối tháng 9 năm 2019 bắt đầu rộ lên thông tin bên lề chính trường Việt Nam về việc Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng gặp phải vấn đề khó khăn về sức khỏe nên sẽ khó có thể đi Washington gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến vào tháng 10. Dấu hiệu gần đây nhất, dễ nhận ra nhất là Nguyễn Phú Trọng đã phải vắng mặt tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ vào cuối tháng 9 năm 2019. Một hội nghị quốc tế lớn mà nếu còn đủ sức khỏe thì Trọng đã luôn hớn hở mình phải như thế nào thì người ta mới tiếp đón như thế chứ. Vậy là từ nửa cuối tháng 9 năm 2019 bắt đầu xuất hiện một luồng tin nội bộ lan truyền trong một dư luận về việc cụ Tổng Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ không đi Mỹ thay vì đi như dự kiến vào tháng 10 năm 2019. Lý do, Trump là người đồng bóng và hay có những quyết định thất thường, vậy nên cụ Tổng không muốn đi. Lý do trên trái ngược hẳn với bầu không khí hồ hởi Nguyễn Phú Trọng nhiệt tình nhận lời mời đi thăm Mỹ của Donald Trump khi Tổng thống Mỹ đến Hà Nội vào tháng 2 năm 2019 để đối thoại song phương với Kim Jong-un. Thách thức tự thân với Nguyễn Phú Trọng là biểu đồ hồi phục sức khỏe của ông ta sau một thời gian ngắn tạm ổn, nhưng giờ đây lại có vẻ chững lại và có dấu hiệu đi xuống. Trong ít lần xuất hiện gần đây, rất rõ ràng là vận động tứ chi của Trọng không khả quan hơn so với trước đây. Tục ngữ, lực bất tòng tâm ngày càng nở rộ trên cửa miệng của các quan chức dưới trướng của Nguyễn Phú Trọng. Nhiều kẻ đã thấu cày rằng cụ Tổng chẳng còn mấy hơi sức để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng nữa, và cũng thấu cày rằng cái cách loan tin về cụ Tổng không đi Mỹ của Trung đồng bóng hẳn chỉ thuần túy do nhu cầu sĩ diện cá nhân phải ngồi một chỗ của Nguyễn Phú Trọng.
Không có chuyện Nguyễn Phú Trọng không thèm quan tâm những gì mà thiên hạ đang nghĩ ngợi và bàn tán về sức khỏe của ông ta. Cuộc tiếp xúc cử tri ngày 15 tháng 10 của Nguyễn Phú Trọng cho thấy ông ta có một cố gắng nhỏ khi tự đứng và bắt tay những người xung quanh. Hiện tượng tương tự trước đây khi Trọng bất ngờ hiện ra để chủ trì họp Bộ Chính trị hoặc gặp gỡ một số quan chức trong nước và ngoại quốc. Ứng với mỗi lần mạng xã hội ồn ào về tình hình sức khỏe của ông ta rất xấu hay sắp phải từ giã chính trường. Tuy nhiên, cái cách nói tôi sẽ cố gắng gìn giữ sức khỏe năm nay đã 75 tuổi rồi, cũng đang là bệnh nhân của Trọng, lại như thể ông ta sau một thời gian tranh đấu giằng co với căn bệnh trời giáng đã bắt đầu phải chấp nhận tình cảnh chung sống với bệnh tật với thái độ xui xị. Cách nói xui xị có vẻ chấp nhận số phận trên lại có thể là một thông điệp bằng chứng gián tiếp về khả năng Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ gần như không còn nữa. Nếu không thể đi Mỹ với tư cách nguyên thủ quốc gia và lôi về thêm một quan hệ đối tác chiến lược nữa, Nguyễn Phú Trọng sẽ mất đi một thành quả lớn nhằm khuếch trương thành tích của ông ta để dọn đường cho Trọng bước vào nhiệm kỳ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, hoặc ít nhất cũng là Chủ tịch nước tại Đại hội 13. Điều tương tự theo cách ông ta đã khá thành công trong việc đánh quả hiệp định TPP sau chuyến đi Mỹ vào tháng 7 năm 2015, để nửa năm sau đó tái đắc cử Tổng Bí thư sau khi đã loại trọn vẹn đối Trọng với Nguyễn Tấn Dũng. Đến lúc này rõ ràng vấn đề sức khỏe và mức độ cải thiện bệnh tật của Nguyễn Phú Trọng không chỉ quyết định việc ông ta có đi Mỹ được hay không, mà quan trọng hơn cả với Trọng là chuyện ông ta có được phép ngồi tiếp hay không ở Đại hội 13, sự kiện chỉ còn hơn một năm nữa sẽ diễn ra tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Cần nhắc lại quyết định 205 về kiểm soát quyền lực mà Nguyễn Phú Trọng ký ban hành vào tháng 9 năm 2019 rất có thể là biểu hiện đầu tiên tính từ lúc ông ta bị bạo bệnh vào tháng 4 năm 2019, cho thấy Nguyễn Phú Trọng vẫn không muốn buông rời quyền lực tối cao của mình và vẫn muốn kéo dài quyền lực đó được năm nào hay năm đấy. Một thứ tham vọng trời đầy, cho dù đang độc tôn quyền lực với một cái ghế đúc Chủ tịch nước lẫn Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng vẫn không thể tự tin khi đang bắt đầu hiện ra những âm binh nổi lên ngay dưới chân ghế của ông ta, một hiện tượng rất đặc biệt mà đã nổi bật hẳn lên từ khi Nguyễn Phú Trọng bị cơn bạo bệnh ở xứ Kiên Giang nhà bà X Nguyễn Tấn Dũng, dẫn đến niềm hy vọng khó nói và khó tả của ông. Không ít quan chức về tương lai đẩy Trọng về vườn để ngồi luôn vào khoảng trống quyền lực để lại quá lớn và quá hấp dẫn. Hẳn đó là nguồn cơn khiến bản quy định về kiểm soát quyền lực đã không được ban hành trong giai đoạn năm 2016 đến năm 2018, khoảng thời gian mà Nguyễn Phú Trọng gần như không gặp phải thách thức hay đối trọng chính trị đáng kể nào, mà chỉ được tung ra vào năm 2019, thời khắc mà Nguyễn Phú Trọng rơi vào cơn bạo bệnh bất khả kháng và kéo theo những mầm mống không tránh khỏi về sự thách thức quyền lực của ông ta, thậm chí là những âm mưu lật đổ quyền lực của ông ta âm thầm hiện ra sau tấm màn nhung đỏ quạch màu máu của sân khấu chính trường Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.